Vâng, tôi sẽ test đôi loa này gửi cho khách hàng ở thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Bởi vì tôi lấy 5 đôi về nhưng mà tôi chưa đấu hết các đôi. Hôm qua tôi chỉ quay giới thiệu nên tôi chỉ đấu một đôi thôi. Nên trước khi gửi thì tôi cứ quay lại sản phẩm. Nếu bác nào xem cảm thấy nó nhàm quá thì cũng xin lỗi các bác, nhưng mà bắt buộc tôi phải quay lại sản phẩm để cho nó rõ ràng. Vâng, xin cảm ơn. Hôm nay anh khách hàng ở thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc anh đã đặt hàng thì tôi quay lại sản phẩm. Mở loa trái loa phải cho bác nghe. Ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã mòn để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy. Vì anh lối hẹn cho em hơn giờ.